Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 10 top cần chat. Thì chương trình góp này kết thúc vào ngày 1 tháng 8 và phân phối vào ngày 2 tháng 8, các bạn làm nhanh nha bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà Telegram sẽ tắt chatbot. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow Twitter và copy hashtag này nha bạn. Rồi, các bạn copy hashtag đó vào đây Twitter, follow. Rồi bạn like nè. Các bạn chắc chắn với tôi viết tăng 3 người bạn của mình. Tổng bull con này có 2.000 đô các bạn. Cũng không cao mấy. Các bạn làm luôn đi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào follow Twitter. Tiếp tục follow Twitter nữa nè. Rồi các bạn tweet nè. Mình tập lên nè. Mình tweet lên các bạn. Còn like nè, các bạn chỉ dẫn tweet hoặc có thể tweet luôn đi các bạn. Mình chỉ dẫn tweet luôn đi. Rồi sau đó bắt up lên nè. Chọn tất cả các trang mạng xã hội nữa các bạn. Group controller luôn. Này nhiều kênh chứ ta. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube luôn nè. Mình đăng ký rồi, bắt up lên nè. Bấm chat. Bấm so này lớp. Bấm submit ghi tên. Rồi điền đâu xin em Telegram các bạn đã son sợi gấp nè. Rồi submit đường link profile tại Twitter của mình nè. Nhấp 3 anh cùng nhấp vào hồ sơ nè. Nhấp 3 anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chết liên kết nè. Sau đó gọi địa chỉ VPNB sang mắt trên B20 trên dưới trước collect cho tất cả bạn nha các bạn. Sau đó nó có son hầm bấm don nha bạn. Tiếp tục submit lên cho từ Gwit nè. Thì bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn là Twitter nè. Sau chết liên kết nè. Rồi mình gọi là chatbot nè. Sau đó nó có xoan mấy tất cả các xe mạng. Những cái này không thì các bạn bấm don nha các bạn. Gì trời. Rồi nó các bạn có upvote không các bạn bấm don nha các bạn. Có cần vote gì. Rồi các bạn bấm balance để xét số căn mà kiếm được nha các bạn. Ok mình đã nhận được 10 top căn chi nè. Bạn nhớ đăng ký chia sẻ bè và người thân đến với kênh các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.